Người Ấn Độ vô tư tắm trên dòng sông ô nhiễm đầy bọt độc hại. Cả gan tổ chức sự kiện hơn 2.000 người giữa đại dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Trung Quốc sắp có thêm tàu sân bay, vẫn khó vượt mặt được Mỹ. Đông Bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết kỷ lục. Quý vị đang theo dõi tin tức được cập nhật 24 giờ trên kênh tin tức Việt. Những tin tức nóng hổi nhất sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Bất chấp nguy cơ về sức khỏe khi tiếp xúc trực tiếp với những mảng bọt độc hại, người dân Ấn Độ vẫn tiếp tục tắm và sinh hoạt trong dòng sông đầy ô nhiễm. Sông Yamuna ở Ấn Độ đã trở nên ô nhiễm đến mức những mảng bọt trắng độc hại bao phủ khắp mặt nước. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tiếp tục tắm và sinh hoạt trên con sông này, bất chấp những mối nguy hiểm hiện hữu. Theo chính quyền địa phương, lớp bọt trắng lần đầu tiên xuất hiện vào hôm 9 tháng 11, phủ kín nhiều đoạn sông Yamuna chảy qua thủ đô New Delhi của Ấn Độ nhiều đoạn video đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội cho thấy những mảng bọt trắng trôi nổi khắp mặt sông đây không phải là lần đầu tiên những mảng bọt độc hại này xuất hiện trên con sông theo nhà hoạt động varun gulati những đám bọt phần lớn được cho là do chất thải công nghiệp và nước thải chưa qua xử lý được thả xuống sông bất hợp pháp nước thải chưa qua xử lý và rác thải từ ngành nhuộm đang được các nhà máy xả trực tiếp xuống sông yamuna Mọi người đều có thể thấy tình trạng sông Yamuna có đầy bọt độc hại, ô nhiễm nặng nề với đầy nước bẩn, ông Gulati nói. Sau khi phát hiện chất lượng nước sông trở nên tồi tệ hơn cùng với sự xuất hiện của những mảng bọt độc hại vào tháng 7 năm 2020, ủy ban giám sát sông Yamuna đã kêu gọi chính quyền thành phố và liên bang điều tra kỹ lưỡng về vấn đề ô nhiễm này. Bất chấp nguy cơ dị ứng da và gặp các vấn đề về hô hấp khi tiếp xúc trực tiếp với những mảng bọt này, những người dùng đạo Hindu vẫn tiếp tục các nghi lễ của họ và đắm mình trong dòng sông đầy ô nhiễm để cảm tạ thần mặt trời đã ban sự sống trên trái đất. Nước cực kỳ bẩn nhưng chúng tôi không có nhiều lựa chọn. Theo nghi lễ, chúng tôi phải tắm mình trong dòng sông thiêng, một người phụ nữ chia sẻ. Một người đàn ông có tên là Kuma Verma nói rằng dù nước độc hại nhưng anh ta vẫn sẵn sàng đứng dưới nước để cầu nguyện. Sợ hãi cái gì? Nếu sợ hãi thì làm sao mà cầu nguyện được? Sông Yamuna dài 1.376 km là một trong những con sông linh thiêng nhất đối với người theo đạo Hindu, đồng thời nắm giữ vai trò vô cùng quan trọng khi cung cấp khoảng 70% nguồn nước sinh hoạt cho nhiều người dân ở trong vùng. Tuy nhiên, hiện Yamuna cũng là một trong những nơi bị ô nhiễm nhất trên thế giới cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 3 người vì tham gia tổ chức một sự kiện quy tụ hơn 2.000 người ở thành phố Vũ Hán. Truyền thông địa phương đưa tin hơn 2.000 người đã tham gia sự kiện trong khuôn khổ giải vô địch thế giới Liên minh huyền thoại 2021 được tổ chức vào cuối tuần trước tại một quảng trường ở thành phố Vũ Hán. Ba người tham gia tổ chức sự kiện này đã bị cảnh sát bắt giữ vì tụ tập đông người mà không được sự cho phép của nhà chức trách một trong ba người họ Gu sẽ bị giam giữ trong 10 ngày và bị phạt 500 nhân dân tệ, tương đương với 78,2 USD. Các đoạn video đăng tải trên mạng Internet cho thấy đám đông hâm mộ thể thao điện tử tập hợp tại quảng trường trước một màn hình lớn để cổ vũ cho hai đội Equat Gaming của Trung Quốc và DK của Hàn Quốc tham gia trận chung kết. Cuối cùng, phần thắng nghiêng về đội Edward với tỷ số là 3-2. Cư dân mạng Trung Quốc đã hò reo trước chiến thắng của đội chủ nhà. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng một cách quá đà, một đoạn video quay cảnh một số người khỏa thân trên đường phố, trong khi những người khác la hét từ khu dân cư, ảnh hưởng tới người dân xung quanh. Thành phố Vũ Hán là nơi dịch COVID-19 bùng phát vào hồi cuối năm 2019, sau đó lan ra hầu khắp thế giới. Trung Quốc đang áp dụng chiến lược Zero COVID để dập tắt mọi mầm mống gây bệnh, đồng thời đề ra các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt Trước đó thành phố Nam Đô, Tây Nam Trung Quốc đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 30.000 người. Đây là nơi có nhiều cửa hàng, văn phòng, một công viên nước và một trường đại học. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết tất cả mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Những người có mặt được yêu cầu trở về nhà để chờ kết quả và không được ra ngoài cho đến khi nhận được thông báo mới. Trung Quốc cũng đã tiến hành một đợt xét nghiệm hàng loạt vào đầu tháng 10 tại Disneyland Thượng Hải. Khách tham quan trong công viên giải trí này phải xét nghiệm Covid-19 tại lối ra. Thành Đô, thành phố có hơn 20 triệu dân, đã ghi nhận vài trường hợp mắc Covid-19 trong những ngày gần đây. Trung Quốc có thể hạ thủy một tàu sân bay mới có công nghệ hiện đại, gần tương đương với năng lực của các tàu sân bay Mỹ vào tháng 2 năm 2022. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, Hình ảnh do trung tâm CSIS cung cấp cho thấy, tàu sân bay mới của Trung Quốc được biết đến với tên gọi là Tuyếp 003 có thể sắp được hoàn thành tại nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. CSIS cho biết, việc lắp đặt các bộ phận chính bên ngoài và bên trong, bao gồm máy phát điện cung cấp năng lượng cho con tàu và hệ thống phóng máy bay đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành. Chỉ có một số hạng mục bổ sung như hệ thống radar hoặc vũ khí dường như chưa được lắp đặt. Trong một bài bình luận công bố ngày 9 tháng 11, CSIS cho biết, dựa trên thông tin sẵn có và tiến độ quan sát được tại Giang Nam, các nhà phân tích dự đoán TIP-003 sẽ được hạ thủy trong khoảng từ 3 đến 6 tháng tới. Đây sẽ là tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc và là tàu sân bay thứ hai do nước này tự đóng. Nhưng khác với hai tàu sân bay là Liêu Ninh và Sơn Đông được đưa vào hoạt động trước đó, các chuyên gia cho biết TIP-003 sẽ có công nghệ phóng máy bay tiên tiến hơn, tương tự như hệ thống phóng mà tàu sân bay Mỹ sử dụng. Công nghệ này cho phép Trung Quốc phóng nhiều loại máy bay hơn, với tốc độ nhanh hơn và mang được nhiều vũ khí hơn. Thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia đang lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy vậy, Bắc Kinh được cho là vẫn kém xa Washington xét về năng lực tàu sân bay. Trong khi Trung Quốc chỉ có hai chiếc tàu sân bay đang hoạt động, thì Mỹ có một hạm đội hùng hậu gồm 11 chiếc luôn sẵn sàng triển khai chưa kể cả tàu sơn đông và liêu ninh đều dựa trên công nghệ của liên xô được cho là đã lỗi thời hai tàu này sử dụng một đường dốc để giúp phi cơ cất cánh theo kiểu nhảy cầu giống còn gọi là ski jump nằm trong hệ thống cất cánh cự ly ngắn và cáp hãm đà hạ cánh kiểu phóng này yêu cầu máy bay phải có trọng lượng nhẹ mới có thể cất cánh trái lại các tàu sân bay mỹ sử dụng hệ thống phóng tiên tiến mới giúp cất cánh nhanh hơn so với máy bay sử dụng sky jump vốn phải dựa vào sức mạnh của chính họ với hệ thống mới này, máy bay sẽ mang được nhiều đạn dược và nhiên liệu hơn. Tiếp 003 dường như sử dụng công nghệ phóng tương tự Mỹ, thậm chí đã được cải tiến để sử dụng hệ thống phóng năng lượng điện từ trường. Hệ thống mới này giúp Trung Quốc có thể triển khai nhiều loại máy bay mới trên biển, trong đó có máy bay trinh sát, cảnh báo sớm, máy bay tiếp dầu trên không và máy bay gây nhiễu điện tử. Một báo cáo của Quốc hội Mỹ vào hồi tháng 10 cho biết, Tiếp 003 dự kiến có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, tương đương tàu sân bay cùng loại của Mỹ. Chuyên gia cho rằng dù sử dụng hệ thống phóng tiên tiến nhưng vẫn có những dấu hiệu cho thấy TIP-003 không phải là đối thủ của tàu sân bay Mỹ, vốn có nhiều hệ thống phóng hơn, đường băng lớn hơn cho phép triển khai máy bay nhanh hơn. Tất cả tàu sân bay Mỹ đều chạy bằng năng lượng hạt nhân, còn TIP-003 được cho là chạy bằng động cơ đẩy hơi nước thông thường. Yếu tố này sẽ hạn chế tầm hoạt động của nó. Ngoài ra còn có một yếu tố khác quan trọng hơn giúp hạm đội tàu sân bay của Mỹ vượt trội hơn so với hạm đội tàu sân bay của Trung Quốc trong tương lai gần. Đó là kinh nghiệm vận hành và chiến đấu. Mỹ đã vận hành tàu sân bay cả trong chiến đấu và trong thời bình kể từ trước chiến tranh thế giới thứ hai. Nước này cũng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đóng tàu và phối hợp hành động giữa các lực lượng hải quân. Nhiều khu vực ở Đông Bắc Trung Quốc tê liệt vì bão tuyết kỷ lục trong những ngày qua, làm dấy lên lo ngại về thiếu hụt nguồn cung năng lượng khi nhiệt độ xuống thấp. Truyền thông địa phương cho biết trong tuần này, bão tuyết đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông ở một số khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Tại tỉnh Liêu Ninh, phần lớn các trạm thu phí đường cao tốc phải đóng cửa. Các nhà ga, xe buýt và tàu cũng buộc phải đóng cửa, ngoại trừ thành phố Đại Liên và Đan Đông. Kể từ khi không khí lạnh tràn về vào hôm 7 tháng 11, nhiệt độ ở vùng Đông Bắc Trung Quốc đã giảm tới 11 độ C ở một số khu vực. Cơ quan khí tượng tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão tuyết. Đây là cảnh báo cao nhất trong thang cảnh báo 4 cấp. Ông Zhao Chunxiao, người đứng đầu cơ quan khí tượng tỉnh Liêu Ninh cho biết, đợt tuyết rơi gần đây nhất ở Liêu Ninh nghiêm trọng nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 1951. Lượng tuyết rơi dày kỷ lục hơn 50cm được ghi nhận tại một số thành phố ở Liêu Ninh, trong đó có thành phố An Sơn. Các địa phương ở Đông Bắc Trung Quốc đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo nguồn cung năng lượng bằng cách tăng sản lượng điện, tăng nhập khẩu than đá. Tổng công ty điện lực Trung Quốc tuần trước cảnh báo, Tình hình cung cầu điện ở nước này trong mùa đông sẽ rất căng thẳng. Nhiều chuyên gia lo ngại nguồn cung năng lượng ở Trung Quốc có thể căng thẳng hơn nữa trong mùa đông sau khi một khu vực rộng lớn ở đông bắc nước này đã phải hứng chịu cảnh thiếu hụt điện kể từ tháng 5. Quý vị đừng rời màn hình vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay với những tin tức nóng hổi được cập nhật khác. Quý vị cũng đừng quên để lại ý kiến của mình về những tin tức mà chúng tôi vừa nêu thông qua phần bình luận.